Hồi thứ 112 Cứu thọ xuân, vu thuyên tử tiết Lấy trường thành, bá ước dùng binh Đây nói Từ mã chiêu Thấy ra các đản Hội với quân ngô kéo lại Liền vời quan tán kỵ trưởng sử là Bùi Tú Và Hoàng Môn Thị lang Là Trung Hội Đến bàn bạc đánh giặc Chủ hội nói Quân ngô giúp ra các đản Chỉ vì lợi thôi nếu ta lấy lợi mà giữ thì tất đánh được. Chiêu nghe lời, sai Thạch Bao Chu Thái dẫn hai toán quân phục ở trước thành Thạch Đầu. Vương Cơ Trần Khiên lĩnh tinh binh ở mặt sau. Cho tỷ tướng là thành tốt dẫn vài vạn quân ra trước dụ địch. Lại sai Trần Tuấn dẫn xe trượng, châu, ngựa, lừa, la, chờ đồ tụ sẵn trong trận đợi giặc đến thì bỏ chạy hôm ấy gia các đản sai ngô tướng chu dị ở mặt tả văn khâm ở mặt hữu còn mình đi giữa đản thấy quân mã bên ngụy lộn xộn không được tề chỉnh mới thúc quân kéo tràn sang thành tốt chạy lui về đản kéo quân đuổi đánh bỗng thấy châu ngựa lừa la thả ra nhan nhản khắp cánh đồng. Quân ngô tham lợi, tranh nhau đuổi bắt, không còn bụng nào đánh nhau nữa. Chợt có tiếng pháo nổ, quân hai bên kéo đến, tả thì thạch bao, hữu thì chu thái. Đàn giật mình, kịp rút quân về. Vương cơ trần khiên dẫn tinh binh đổ lại. Từ mã chiêu tiếp ứng thêm vào. Đàn thua to, chạy vào thành thọ xuân đóng cửa giữ vững không dám ra. Chiều sai quân bốn mặt vây đánh thành. Bây giờ quân Ngô lui về đóng ở đồn An Phong. Ngụy chủ xa giá đóng ở hạng thành. Trung hội nói, nay ra các đàn tuy thua, nhưng trong thành Thọ Xuân lương thảo còn nhiều. Lại có quân Ngô đóng ở An Phong, làm thế kỳ dốc. Quân ta bốn mặt vây đánh. Nếu đánh thông thả thì giặc giữ vững đánh tiếp quá thì họ cố chết chống cự với ta quân ngô lại thừa cơ đến đánh như thế quân ta đánh thành có ích gì không bằng ta chỉ đánh ba mặt trừa ra một lối to ở cửa nam cho giặc chạy quân ngô từ xe đến đây lương thảo tiếp ứng không đều ta dẫn quân khinh kỵ lẻn ra me sau mà chặn đường thì không phải đánh cũng vỡ chiêu vỗ vào lưng trung hội mà rằng người thật là tử phòng của ta liền sai vương cơ rút quân mặt cửa nam không vây nữa quân ngô đóng ở an phong tôn lâm gọi chu dị đến trách mắng rằng có một thành thọ xuân còn không cứu nổi thì thôn tính làm sao được trung nguyên nếu không đánh được lần nữa thì ta chém nó chu dị về trại bàn với vu thuyên thuyên nói nay cửa nam thành thọ xuân không vây tôi xin dẫn một toán quân lại giúp ra các đàn chống giữ tướng quân ở ngoài này khiêu chiến với quân ngụy tôi từ trong thành đánh ra hai mặt giáp lại thì có thể phá được dị cho là phải bởi vậy cả bọn toàn dịch toàn đoan văn khâm đều xin vào thành bèn cùng với vu thuyên dẫn một vạn quân từ cửa nam kéo vào quân ngụy được lệnh không đánh cứ để mặc cho quân ngô vào rồi mới báo tin với tư mã chiêu chiêu nói đây tức là họ vào thành, rồi hợp trong ngoài để phá quân ta. Bên gọi Vương Cơ, Trần Khiên đến dặn rằng, các người dẫn 5.000 quân chặn ngang đường Chu Dị đến, rồi theo sau mà đánh. Hai người lĩnh mệnh, Chu Dị dẫn quân đang đi, bỗng ở mé sau nổi tiếng reo. Vương Cơ, Trần Khiên hai mặt kéo đến, quân ngô thua to. Chu Dị trở về ra mắt Tôn Lâm. Lâm nổi giận, mắng rằng. Tướng thô liền xiềng kia, còn cần ngươi làm chi nữa? Bèn quát võ sĩ lôi ra chém, lại trách con toàn đoan là toàn y rằng. Nếu không đánh đuổi được quân ngụy đi, cha con mày đừng nhìn đến mặt tao nữa. Tôn Lâm trở về kiến nghiệp. Trung hội nói với Tư Mã Chiêu rằng. Này Tôn Lâm đã lui về, ngoài không có quân cứu, lại nên vây thành mà đánh. Chiêu nghe lời, sai quân vây thành. Toàn y muốn dẫn quân vào Thọ Xuân. Thuế quân ngụy thế lớn lắm. Nghĩ mình tiến thoái hai đường cũng khó. Mới ra hàng từ mã chiêu. Chiêu ra phong cho Toàn y làm thiên tướng quân. Y cảm ơn đức ấy. Viết thư đưa cho cha là Toàn Đoan và chú là Toàn Dịch. Nói tôn lâm bất nhân, không bằng hàng ngụy cho xong rồi buộc thư bắn vào trong thành toàn dịch được thư cùng với đoan dẫn vài nghìn người mở cửa ra hàng ra cát đản ở trong thành lo buồn lắm mưu sĩ là tưởng ban tiêu di hiến kế rằng trong thành lương còn ít mà quân thì nhiều không thể giữ lâu được nên cho quân ngô sở ra thành quyết một trận tử chiến với quân ngụy đản nổi giận nói Tào muốn giữ, mày lại muốn đánh. Chẳng là có bụng khác sao? Hãy còn nói đánh thì tao chém đầu. Hai người ngẩng mặt than rằng. Đàn sắp chết đến nơi rồi. Chúng ta nên hàng ngụy cho sớm kẻo chết uổng mất. Canh hai đêm hôm ấy, tưởng tiêu hai người trèo thành ra hàng ngụy. Từ mãi chiều đều trọng dụng cả. Trong thành thọ xuân, từ bấy giờ dù có người muốn đánh nhau cũng không dám nói đến đánh đàn ở trong thành thấy quân ngụy đắp thành đất chung quanh bốn mặt đề phòng nước sông hoài tràn vào đàn mong đợi nước sông tràn lên cho đổ thành đất rồi mới kéo quân ra đánh không ngờ từ thu sang đông tịnh không có trận mưa nào nước sông không tràn lên được lương ở trong thành đã kẹt, văn khâm ở riêng góc thành nhỏ cùng với hai con giữ vững không ra thấy quân sĩ dần dần nhiều người đói lẻ. Khâm mới vào nói với Gia Cát Đàn rằng Lường đã khan, quân sĩ lắm kẻ chết đói Nên đuổi quân phương Bắc ra ngoài thành để bớt ăn đi Đàn giận nói Người xui ta bỏ quân Bắc đi, muốn mưu hại ta sao? Liền quát tả hữu lôi ra chém Văn ương văn hổ thấy cha bị giết lập tức dẫn quân giết phăng vài mươi người, rồi lội qua hào đến trại ngụy xin hàng. Từ mãi chiêu, nhớ đến khi xưa Văn Ương một ngựa đánh lùi được quân ngụy, cam giận muốn giết để báo thù. Trung hội can rằng, việc xưa là tội tự Văn Khâm. Này hắn đã chết rồi, hai con cùng thế phải ra hàng. Nếu ta giết đi, thì càng làm vững bụng người trong thành lắm. Chiêu nghe lời, gọi văn ương văn hổ vào trướng lấy lời ngọt ngào phủ dụ bàn trò ngựa tốt áo gấm ra chức làm thiên tướng quân phong làm quan nội hầu hai người lạy tạ cưỡi ngựa đi chung quanh thành gọi to lên rằng hai chúng ta đội ơn đại tướng quân tha tội lại phong tước cho chúng mày sao không hàng đi cho sớm người trong thành nghe vậy bản với nhau rằng văn ương là người có thù với tư mã chiêu nay cũng được trọng dụng huống trì chúng ta bởi thế nhiều người trốn ra thành hàng ngụy gia cát đản thấy vậy giận lắm đến đêm tự mình đi tuần quanh mặt thành động ai có lỗi thì giết trung hội thấy trong thành nhân tâm đã biến vào trướng bẩm với tư mã chiêu rằng nên nhân dịp này mà đánh dấn ngay đi chiêu mừng lắm truyền lệnh ba quân vây kín bốn mặt thành mà đánh cho giết. Tướng giữ cửa thành là Tăng Tuyên dâng cửa bắc, mở toang cửa cho quân ngụy kéo vào. Đàn thấy quân ngụy vào thành, vội vàng dẫn vài trăm thủ hạ từ con đường nhỏ trong thành chạy ra. Vừa đến bên cầu thì gặp hồ phấn, đàn bị phấn chém chết ngã xuống ngựa. Vài trăm thủ hạ đàn cũng bị trói cả vương cơ kéo quân đến cửa tây gặp ngô tướng là vu thuyên cơ quát lên rằng sao không hàng đi cho mau thuyên nổi giận nói chịu mệnh ra cứu nạn cho người đã không cứu được thì chớ lại đi theo hàng người khác thế là nghĩa lý gì nói đoạn quảng mũ xuống đất kêu to lên rằng người ta sinh ở đời được chết tại nơi chiến trường là may liền khoa đao vào đánh được hơn ba mươi hiệp người ngựa mỏi mệt bị loạn quân giết mất người sau có thơ khen rằng từ mã năm xưa vây thọ xuân hàng binh chen trúc vái xe trần đông ngô tuy lắm anh hùng giỏi ai sánh Vu Thuyên dám liều thân từ mã chiêu vào thành thọ xuân bắt hết già trẻ ba họ nhà ra cát đàn giết sạch Võ sĩ điệu bộ tốt của Gia Cát Đản Vài trăm người đến Chiều hỏi Chúng mày có chịu hàng không? Chúng kêu rằng Chúng ta tình nguyện chết theo Gia Cát Công Nhất định không hàng mày Chiêu nổi giận Quát võ sĩ trói điệu cả ra ngoài thành Rồi bảo từng người rằng Hãy ai chịu hàng thì tha cho Trong vài trăm người Cứ chém người này Thì lại hỏi người khác chém kỳ đến hết, không một người nào chịu hàng cả. Chiều than thở, trọng cái nghĩa khí của bọn ấy không biết ngần nào. Sai mai táng tươm tất. Có thơ than rằng, Ơn Chúa hề chi cái sống thừa, Một niềm trung nghĩa tiếng nghìn xưa. Câu ca dưới lộ còn vang vẳng, Vết cũ điền hoành để đến giờ. Quân Ngô về hàng ngụy rất nhiều. Bùi Tú nói về từ mã chiều rằng, quân ngô vợ con ở cả giang hoài nếu cho ở đây lâu ngày tất sinh biến không bằng chôn sống giáo cả chúng nó đi trung hội can rằng thế không xong phép ngày xưa dùng binh chỉ giết một người đầu sỏ là đủ nếu chôn cả đi thì độc ác bất nhân lắm chỉ bằng đuổi cả chúng nó về giang nam để tỏ cái lượng rộng rãi của trung quốc chiêu khen lời ấy là phải liền tha cả quân ngô cho về bản quốc đường tư sợ tôn lâm bắt tội không dám về ngô phải đến hàng ngụy chiêu cũng trọng dụng sai chia nhau ra giữ các nơi tam hè hoài nam bình định xong đâu đấy quân ngụy sắp sửa rút quân về chợt có tin báo khương duy ở tây thục dẫn quân đến lấy trường thành chặn đường vận lương của ngụy chiêu giật mình cùng với các quan bàn kế đánh thục Bây giờ là năm Diên Hy thứ hai mươi nhà Thục Hán, rồi là năm Cảnh Diệu thứ nhất. Khương Duy ở Hán Trung kén được hai tướng trong xuyên. Một người là Tưởng Thư, một người là Phó Thiêm. Hai người sức lực khỏe mạnh mà can đảm. Duy yêu lắm, dùng làm tướng ngày ngày rèn tập quân mã, chờ dịp sang đánh ngụy. Chợt có tin về báo rằng, ra Cát Đản cất binh đánh Tư Mã Chiêu. Tôn Lâm ở Đông Ngô mang quân sang giúp. Chiêu cất hết quân ở Hai Kinh, đem cả Ngụy Thái Hậu và Ngụy Chủ đi đánh giặc. Duy mừng rỡ, nói, phe này việc ta chắc xong. Liền dâng biểu tâu với Hậu Chủ xin cất quân sang đánh Ngụy. Đại phu là Tiếu Chu, nghe chuyện làm vậy, than rằng. Lâu nay, chúa thượng ham mê tiểu sắc, Tin dùng hoạn quan là hoàng hảo Không nhìn gì đến việc nước Chỉ chuộng lấy sự vui chơi Ba ước thì này đánh mài dẹp Không thương gì đến quân sĩ Thế là cái cơ nước sắp đổ mất rồi Bèn làm ra một bài luận Gọi là cừu quốc luận Kể những sự không nên đánh nữa Đưa cho Khương Duy Để can ngăn việc cất quân Luận rằng Có người hỏi Xưa nay thuật lấy yếu thắng mạnh là thế nào? Trả lời, Chị nước lớn mà không cần lo là phải có nhiều điều rộng lượng. Cái hay của nước nhỏ là luôn nghĩ điều lành, làm nhiều điều khinh suất thì sinh hoạn. Nghĩ nhiều điều lành thì sẽ yên, đó là lẽ thường. Cho nên chu văn nuôi dân bỏ ít lấy nhiều. Câu tiễn thương dân lấy yếu diệt mạnh, đó là thuật vậy. Có người nói, xưa sở mạnh hán yếu thể ước phân chia hồng câu trương lương cho rằng dân sĩ đã định thì khó đổi thay đem quân đánh vũ cuối cùng diệt vũ há phải việc của văn vương câu tiễn du trả lời giữa thời thương chu vương hầu thế tôn quân thần đã ổn bây giờ tuy có hán tổ sao có thể vung kiếm giành thiên hạ đến lúc tần diệt chu hầu và chiếm thiên hạ nhân dân bị tần làm khổ trời đất ngửa nghiêng hào kiệt nổi lên tranh nhau nay ta với họ đều thay nhau trị nước đã không phải là lúc nước sôi lửa bỏng quý tần cũng không phải là thời sáu nước tranh nhau xưng hùng xưng bá cho nên đã làm văn vương khó làm hán tổ lúc thế loạn rồi lại yên hòa rồi lại đánh cho nên quân thang võ không đánh mà lại thắng. Thành thật coi trọng dân cày mà giúp cho thời thế. Nếu dùng lối cùng binh, độc võ, chẳng may gặp nạn, tuy là người có trí lực cũng không sao mưu được. Duy xem bài luận nổi giận mà rằng, lời lẽ này rõ là giọng hù nho. Nói đoạn quảng tờ giấy xuống đất, rồi cất quân sang lấy Trung Nguyên. Khương Duy hỏi pho thêm rằng, ý người nghĩ nên ra xứ nào phải hơn thiêm thưa rằng lương thảo của quân ngụy chứa cả ở trường thành nay nên đi tắt tới lạc cốc vượt qua núi trầm lĩnh đến thẳng trường thành trước hết đốt sạch lương thảo rồi kéo thẳng đến lấy tần xuyên thì trung nguyên có thể hẹn ngày lấy được duy nói người nói hợp ý ta lắm tức thì để binh đi tắt hang lạc cốc qua núi Trầm Lĩnh kéo đến Trường Thành. Tướng giữ Trường Thành là Tư Mã Vọng, anh họ Tư Mã Chiêu. Trong thành lương thảo rất nhiều mà quân mã thì ít. Bây giờ, Tư Mã Vọng nghe tin quân thục đến liền cùng với hai tướng là Vương chân Lý Bằng, dẫn quân ra khỏi thành 20 dặm hạ trại. Hôm sau, quân thục đến, Vọng dẫn hai tướng ra trận. Khương Duy trỏ tay sang nói từ mã chiều đem chúa đi đánh giặc tất có ý như lý quyết quách sĩ ta nay phụng chiếu triều đình đến đây hỏi tội mày nên hàng ngay đi nếu còn u mê tao sẽ giết cả ổ nhà mày vọng quát mắng lại rằng chúng mày vô lễ dám đến xâm phạm thượng quốc nếu không về ngay đi tao sẽ đánh cho mảnh giáp cũng không còn nói vừa dứt lời vương chân vác giáo quất ngựa ra Bên trận thục thì phó thiêm đón đánh. Được mươi hiệp, thiêm đánh miếng lừa cho vương chân đâm sang. Liền quay mình tránh khỏi ngọn giáo. Rồi đưa tay ra lôi thốc vương chân sang ngựa mình. Cấp đem về trận. Lý Bằng nổi giận, thúc ngựa mua đao lại cứu. Thiêm cứ đi thong thả. Đợi cho Lý Bằng đến nơi, quẳng ngay vương chân xuống đất, rút một cây roi sắt, bốn ngạnh, cầm sẵn trong tay. Lý Bằng sấn vào dơ đao trực chém. Thiêm quay mình lại, vút một roi vào giữa mặt Lý Bằng. Bằng bật nổ con ngươi ra ngoài, chết ngã xuống ngựa. Vương Trân bị quân thuộc súng vào đâm chết. Khương Duy thúc quân đánh tràn sang. Từ mã vọng phải bỏ chạy, chạy vào trong thành, đóng chặt cửa phòng ngự. Duy truyền lệnh rằng, quân sĩ hôm nay hãy cho nghỉ một đêm để dưỡng sức khỏe ngày mai phải cố gắng đánh thành sáng sớm hôm sau quân thục kéo cả đến dưới thành dùng tiên thuốc dẫn lửa bắn vào những nhà lá trong thành cháy bung cả lên quân ngụy đã thấy xốn xáo duy lại sai chất rơm củi dưới thành mà đốt lửa cháy đùng đùng thành đã sắp đổ quân ngụy gào khóc ầm ĩ tiếng vang bốn phía khi đang đánh bỗng đầu mé sau tiếng reo nổi lên như sấm duy quay ngựa lại xem sao thì thấy quân ngụy đánh trống hò reo cờ bay phấp phới kéo đến đông như kiến duy đổi hậu đội làm tiền đội kìm ngựa đứng dưới cửa cờ chờ quân ngụy đến một lát trong trận ngụy có một tướng trẻ tuổi nai nịt gọn gàng cầm đao thúc ngựa xông đến tướng ấy ước chừng ngoài hai mươi tuổi mặt trắng như phấn, môi đỏ như son, quát lên rằng. Có biết đặng tướng quân là ai không? Duy đoán chắc là đặng ngài, liền cũng thúc ngựa múa thương lại địch. Hai người tinh thần mạnh mẽ, đánh nhau ba bốn mươi hiệp chưa phân thắng bại. Thương pháp của tướng trẻ ấy không hờ kẽ một chút nào. Duy nghĩ thầm, muốn dùng mẹo lừa, mới quay ngựa chạy rẽ vào trong đường núi tướng ấy thúc ngựa đuổi sấn đến duy cắp chặt ngọn thương rút bộ cung tên ra bắn tiểu tướng nhanh mắt vừa nghe cung tách một tiếng đã lộn mình bổ ra mé trước tránh được mũi tên duy trông xuống thì tướng ấy cầm giáo đâm đến cạnh mình rồi duy vội vàng né mình sang một bên ngọn giáo đâm sượt qua nách duy nhanh tay vớ ngay được ngọn giáo tướng ấy buông ngọn giáo chạy tuột ngay về bàn trận duy tặc lưỡi phàn nàn rằng tiếc quá tiếc quá liền lại quay ngựa đuổi theo vừa ra đến cửa trận thì thấy một tướng cầm đao xông tới thét rằng Khương duy thất phu chớ đuổi con ta đặng ngài ở đây duy giật mình mới nghĩ ra tướng trước là đặng trung con đặng ngài duy trong bụng lấy làm kỳ muốn đánh nhau với đặng ngài nhưng sợ sức ngựa đã mỏi, mới trò sang mà rằng. Hôm nay tao mới biết mặt bố con nhà mày. Giờ hãy thu quân, mày sẽ sống mãi với mày một trận. Ngài thấy thế, đánh chưa lợi, cũng kìm ngựa lại mà rằng. Có phải thế thì hãy thu quân về. Hễ ai lừa nhau thì không phải là kẻ trượng phu nhé. Bởi vậy, đôi bên cùng rút quân. Đặng ngài hạ chạy cạnh sông vị, Duy thì cắm trại chiếm giữ hai mặt núi. Đặng ngài xem địa thế bên trại Thục, rồi đưa thư cho Tư Mã Vọng, nói rằng Chúng ta không nên đánh vội, hãy cứ giữ cho vững đợi khi nào quân ở Quan Trung đến, mà lương thảo của thuộc cạn rồi. Bây giờ sẽ họp ba mặt mà đánh thì mới phá được. Nay tôi hãy cho con tôi là Đặng Trung giữ thành với ông và cho người về cầu cứu tư mã đại tướng quân mới xong khương duy sai người đưa chiến thư đến trại đặng ngài hẹn ngày mai đánh nhau ngài ra cách nhận lời canh năm đêm hôm ấy duy sai ba quân thổi cơm ăn cho sớm sáng rõ dàn trận đợi quân đặng ngài đến trong trại đặng ngài ngả cờ im trống làm như dáng không có người canh giữ mà cũng không thấy ai ra duy chờ mãi đến chiều mới về hôm sau duy lại sai người đưa chiến thư trách rằng sai hẹn ngài sai dọn cơm rượu thiết đãi sứ giả rồi bảo rằng tôi hơi khó ở lỡ may thất hẹn xin để ngày mai hội chiến hôm sau duy dẫn binh đến ngài vẫn như trước nhất định không ra năm sóc phen hẹn cũng thế cả phó thiêm bảo với khương duy rằng đây tất có mẹo mực gì đây phải phòng mới được duy nói đây chỉ đợi quân ở quan trung đến hợp ba mặt lại đánh ta ta nên cho người cầm thư sang đông ngô nói với tôn lâm gồm sức lại mà đánh sực có thám mã về báo rằng từ mạ triều đánh vỡ thọ xuân đã giết mất ra các đàn quân ngô hàng ngụy hết cả rồi chiều rút quân về Lạc Dương, nay sắp dẫn quân đến cứu Trường Thành. Duy thất kinh nói, phe này đánh ngụy lại thành ra sôi hỏng bỏng không rồi, chẳng thà về cho rảnh. Ấy là, bốn phen trước đã không ra việc, năm thứ nay đà lại uổng công. Chưa biết Khương Duy rút quân về rồi ra làm sao, xem hồi sau phân giải.